Hello, hello, hello. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đi ra ngoài đồng bắt cá và đi tìm đồ chơi đó nha các bạn nha. Đây cái giỏ của mình đây. Hôm nay để mình xem thu hoạch được cái gì nha các bạn nha. Rồi, các bạn đi theo mình nào. Wow, trước tiên đây nè các bạn. Đây có con gì nè các bạn. Wow, con nai nha các bạn. Đây là con nai nè. Nai có một sừng rất là dễ thương nè các bạn. Lấy luôn nè. Còn gì nữa không? Wow, ở đây có một con rắn màu vàng nè các bạn. Wow, rắn hai đầu màu vàng rất là đẹp luôn nha, rất là nổi luôn nè các bạn. Sẽ lấy luôn nha các bạn. Wow, rắn rất là dài nè các bạn ơi. Để xem còn gì nữa không nha các bạn ơi. Wow, 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 đây là tiếp tục một con rắn nữa nè các bạn. Nãy là rắn màu vàng, giờ là rắn màu trắng nè các bạn. Wow, con hổ nha các bạn. Đây dễ thương luôn nè, mình sẽ lấy luôn nha các bạn nha. Để xem còn gì nữa không nào. Wow, đây là con nè các bạn. Hôm nay thu hoạch nhiều rắn quá các bạn ơi. Con này màu đỏ nha, mà nó hai đầu nè các bạn. Wow, ghê vậy ta. Bắt luôn nè các bạn. Ê, còn gì. Vui vui vui. Đây có gì nè các bạn. Con cá mập các bạn ơi. Con cá mập con nè các bạn. Rất là dễ thương luôn nè. Mình lấy luôn nha các bạn. Đi tiếp thôi nào. Wow, con gì màu trắng nè các bạn. Wow, là con cá sấu các bạn ơi. Wow, con cá sấu màu trắng rất là đẹp nè nha. Rất là dễ thương luôn nè. Bắt luôn nha các bạn. Đây, để coi còn gì nữa không nào. Wow, xuống dưới nước thử coi có gì nè các bạn. Này, có gì dưới này nè các bạn. À, là con cá heo các bạn ơi. Wow, cá heo nha. Cá heo rất là dễ thương luôn nè. Lấy luôn nè. Wow, đây là con gì nữa nè các bạn. Con tôm hùm các bạn ơi. Wow. À, đây là con tôm nè. Con tôm Alaska các bạn. Rất là to nè các bạn. Wow, mình sẽ lấy luôn nha. Để xem còn gì nữa không. Ui, có gì cắm đầu rồi. Gì cắm đầu nè. Wow, hay là con đặt con cá mập nữa các bạn. Cá mập này to, cá mập nãy nữa các bạn. Sẽ lấy luôn nha. Wow. Ý, nước lại có con gì nè các bạn. Ủa, con gì đây. Thôi nó bơi được nè các bạn. Con cá heo nha các bạn, đây là con cá heo nè. Chà, bơi luôn kìa, lại hai đây. Lấy luôn nha các bạn. Hey, đi thôi, còn gì nữa không nào. Wow, đây có hai con luôn nè các bạn. Wow, con rùa và con cá mập luôn nè các bạn, mình sẽ bắt cá mập trước nha. Wow, cá mập con nè các bạn, rất là dễ thương nè. Lấy luôn nha. Đây con rùa nè các bạn. Con rùa bikini, con rùa rất là hiền các bạn. Sẽ bắt luôn nha các bạn. Đi tiếp thôi nào, để coi còn gì nữa không nào. Quay 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 quay, đây có con cua nè các bạn. Chà, cua nha các bạn. Xoay xoay. Con cua màu đỏ nha các bạn. Xoay. Càng rất là to luôn nè. Sẽ lấy luôn nè. Thiệt. Để xem còn gì nữa không nào. Wow 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 wow, đây lại có một con tôm nè các bạn. Xoay. Thêm một con tôm bự nè các bạn ơi. Wow, tôm càng rất là to nè các bạn ơi. Thêm một con tôm Alaska nữa nha các bạn. Tôm hùm nè. Xoay. Hai cái đầu nó dài nè các bạn ơi. Wow, càng rất là to rồi. Bự ngón tay mình luôn nè các bạn. Xoay. Lấy luôn nha các bạn. Để xem còn gì nữa không nào các bạn ơi. Đây 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 đây. Đây là con gì, đây là con gì. Cái con ghẹ các bạn ơi. Ghẹ bông nè các bạn. Ghẹ bông nè. Rất là đẹp nè các bạn. Wow, nước trong nữa các bạn.
lần gãy bông nè các bạn. Lấy luôn nè, để xem dưới nước này có cá không nha bạn. Wow, wow, hình như đằng kia có cá các bạn ơi. Để mình qua bên kia coi xem như có cá các bạn. Wow, 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 đây có cá nè các bạn. Wow, có cá rồi, chơi nhiều lắm nè các bạn. Wow, cá nè bạn, đây có cá nè bạn. Một con cua nè bạn, lấy con cua luôn nha các bạn. Wow, có cá chết chết nè bạn. Các bạn thấy không bạn? Wow, nhiều cá lắm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắt cá luôn nha bạn. Đây, mình có cái thùng để đựng cá nè. Mình sẽ bắt cá nha bạn. À, bắt con này trước đi. Wow, một con nè. Tiếp tục thôi bạn. Đây, đây một con nè bạn. Hai con nè bạn ơi. Wow, rất là to luôn nha bạn. Tiếp tục nữa thôi nè. Chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Đây một con nè bạn. Ôi con này hung dữ các bạn ơi. Hiểu quá, mình bắt nó sau thì mình bắt con khác đi bạn. Wow, ui, cá vàng nè bạn. Cá này mà vàng các bạn ơi. Chạy đâu à? Chạy đi đâu vậy? Ba con cá vàng luôn nha các bạn. Wow, bắt là dữ hơn các bạn ơi. Đây mình bắt con hung dữ lúc nãy nha các bạn. Đây con hung dữ ơi, nhẹ nhàng ra đây đây. Quang nào, quang nào. Ờ nó quang nè các bạn, nằm trên tay mình luôn nè các bạn. Bắt nha các bạn. Wow, rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Để xem còn con cá nữa không nha các bạn. Hết rồi các bạn ơi, đây chỉ còn đồ chơi thôi nha các bạn. Wow, đây chỉ còn đồ chơi thôi các bạn ơi. Và được 4 con cá nè các bạn. Để mình coi đồ chơi này là cái gì nha các bạn. Đây có một chim nè các bạn. Khủng long luôn. Khủng long rồi các bạn. Khủng long chim nè các bạn. Con này không dữ lắm mẹ ơi. 7 lượng. Đây là món đồ chơi này nha các bạn. Đây là màu cam nha các bạn. Cam nè. Đây là màu đen nè các bạn. Có cái túi ra nè các bạn. Đây là màu xanh nè các bạn. Đây là xanh ngọc nha các bạn. Xanh ngọc nè. Đây là màu xanh dương nè các bạn. Đồ chơi này là xanh dương nha các bạn. Đây là màu gì đó ta. Đây là màu tím nha các bạn. Tím nè. Cái con này. Này màu đỏ nha các bạn. Màu đỏ nè. Này là màu cam nha các bạn. Màu cam. Ở trên là cái gì đây? Như con người ngoài tinh có con mắt màu à. Tiếp tục nha các bạn. Đây là màu vàng nha. Ờ nó lấy cái cây rửa bằng cụ là ịnh đậu nha các bạn. Lấy luôn nha các bạn. Đây con cuối cùng. Con cuối cùng là màu xanh dương nữa nha các bạn. Con cuối cùng là màu xanh dương. Đầu nó có quả táo các bạn ơi. Hết đồ chơi các bạn. Hết cá hết đồ chơi các bạn ơi. Wow hôm nay nhiều đồ chơi nhiều cá lắm nha các bạn. Bốn con cá chép luôn nè các bạn. Bốn con cá coi nè các bạn. Rồi mà có đồ chơi nè. Thì clip đến đây cũng đã kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ xem và đăng like và đăng ký kênh giúp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào các bạn vào clip sau nha các bạn. Xin chào các bạn.